Hello anh em và chào anh em quay trở lại với channel của mình là Thezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Crystal Class Thú vật đại chiến nha anh em. Và rồi con này sắp lên cấp luôn. Con này level 7 cho con lợn à. Cái này nâng cấp được này. Cái này lên level 7 hay level 8 gì đó này. Khá là ngon ta. Chúng ta có tầm đến khoảng hơn 200 game. Phải nói là hơn 200 game thì có thể mua được khá là nhiều thứ đấy. Xem nào, 200 game thì vào trong này thử xem là mua được cái gì không. 200 game mà cho sẽ được một cái super chest của cái emerald thôi, nó không được nhiều thứ cho lắm đâu. Thì cái gì đấy, 60.000 à. Rồi thì chúng ta sẽ chỉnh lại một team một xíu nhá. Team mình hiện tại cũng đang rất là khỏe rồi, nhưng mà có lẽ mình cần phải nâng cấp thêm cho nó mạnh hơn. Mình có thể nâng thay cái này không ta? Cái này thì có vẻ như khá là dễ đập và dễ đốt đấy. Chúng ta sẽ thay cho cái này đi, thay cho cái chính này đi, nhìn cho nó vẻ là xịn sò hơn rất là nhiều, đúng không? Chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Có con gì đây? 4 này, 77 này. Con gấu à? Gấu hay là voi ta? Voi thì nó vẫn mạnh như trước rồi, vẫn nhạy như xưa rồi. Để mình xem là hôm nay nên đánh cái gì. Thôi tạm thời như này đã, đi đánh nhau đi, leo rank đã, xong tính sau. Xong rồi chúng ta sẽ xem là nên đánh cái gì. Đưa được một cái C thì à? Thì mình không thắng quá nhiều trận anh em. Con rắn này, chính là con rắn rất là khỏe nhá. Cái quả kiếm này lên level mấy đây? Bonus thêm chuối à? Cũng được. Rồi, chúng ta sẽ ra ngoài. Tôi có một vài ý tưởng về cái một vài thứ, xem nào. Cái này à, cái này có thể lên được level 5. Khỏe phết đấy, 140. Thì mình sẽ 145. Đấy. Để thay cho cái gì? Hay cho cái dây này được không ta? Nhìn trông nó như có vẻ nguy hiểm hơn rất là nhiều. Đấy. Ok. Rồi đấy, chúng ta đã xong vào chiến thôi. Không biết là liệu rằng có ổn hay không với cái kiểu đánh như thế này. Hy vọng là ổn. Rồi chúng ta sẽ đợi xem. Making. Ok. Chúng ta sẽ đợi một xíu nhé. Sắp được rồi đây. Rồi, game ra 100. Làm gì bây giờ? Bây giờ thì chúng ta đánh theo kiểu gì đây? Đây, chơi cái này anh em ơi, chơi cái này. Một phát đập vỡ cái này rồi. Sắp đập vỡ cái này, từ. Nó sắp đai. Từ, mình sẽ đập cái này trước. Quen. Sắp đời rồi cái này nha. Chứ tấn công trực tiếp thì rất là khó. Nó dùng độc. Nó dùng độc trước. Nó độc cho voi, độc cho con đấy này cả. Khá gớm nhá. Khá là gớm nha. Quen này, Chipper này vẫn là hay. Vẫn rất là hay. Thôi. Nó sẽ nhằm ra con đằng sau. Hình như nó đang online thì phải. Đấu với mình luôn. Chết không? Chết rồi. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi ở cái phương án tiếp cận, đó chính là ok, một cái này vào đây thôi. Cho có hai ý tưởng để kết hợp. Ui, từ gì, bình tĩnh như kinh vậy. Mày á, đốt thẳng vào đây luôn nhá. Hồi sinh, nó sẽ giải hiệu ứng luôn. Bây giờ nó cũng không biết đánh con gì cả, nó đánh con ấy, đánh con voi. Thì chúng lại lên cái này đập. Nó là dễ, Chipper hay thế nhờ. Chúng ta đánh theo kiểu là nó đập tấn công cái này thì mình đập cái kia thôi. Đơn giản, nó không có gì là khó khăn cả. Đúng không? Rất là dễ rồi. Rồi, chúng ta đã xong cái trận này, mới tiếp tục sang trận mới nhá. Ok. Laviter đã tấn công vào cái gì đây? Tấn công vào cái dây này yếu lắm mà. Đúng không? À không phải, đây là nó đây. Chính xác là nó đây, kia là cái xương à? Cái xương. My god, cái gì đây? Chơi gì đây? Cái xương có vẻ đập cũng dễ thôi anh em. Theo mình thấy như vậy. Ui, ai bảo dễ. Xương nó cứng vãi lều rồi. Con thu nhỏ con voi mình vào chứ. Thế mình nhỏ chứ.
Hay nhỉ, đánh nhanh thế. Chúng ta đập vào cái này để cho nó rơi cái xương ra trước. Vai lều, đánh hay nhỉ. Mà nó còn ném chuẩn đấy chứ. Mình ném chẳng bao giờ chuẩn cả. Chẳng bao giờ căn được để ăn được thêm mấy cái kia. Sắp rơi cái xương đầu của nó rồi. Cái xương sau thì chưa biết thế nào. Nó nên nhắm vào cái đằng sau rồi. Đó điều dĩ nhiên. Chết tiệt. Rơi luôn, chết luôn. Làm sao mà đốt được cái này nhỉ? Tripper rơi xuống trước đi á. Xong rồi mình còn một cái dây này nữa. Mình sẽ đốt cái dây này. Chắc mình sẽ đốt cái dây này. Và nó cũng khôn lắm. Nhưng mà nó nhằm vào con vấy rồi. Nó nhằm vào con sư tử rồi. Cái này khả năng hồi máu à. Khá gớm nè. Dây anh em ơi. Dây thôi. Cho đốt dây này rơi xuống đã. Có đóng băng à? Voi chết chưa? Voi chắc là chết đấy. Và chúng ta sẽ nhân đam lên khá lớn. Có một con thôi thì đam nó rất là to. Đốt cái gì đây? Đốt xương à? Đốt xương cũng được anh em. Chỉ cần một hit thôi. Còn này nó không giết được mình thì nó sẽ die. Chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết, chưa chết. Như vậy là nó sẽ chết anh em ơi. Rất có thể là sẽ chết. Ôi, mình chết trước ạ. Oh my god, khỏe thế nhở. Mình vẫn không lên nổi được cái rank tiếp theo ta. Khó ghê. Nó thật sự rất khó. Không hề dễ nhá. Ai bảo dễ thì không phải. Khó vãi lều. Đúng không? Giờ đấy chúng ta sẽ phải đợi thôi. Bây giờ phải đợi thôi. Không biết cách nào khác cả. Phải đợi đợi thôi. Đợi chờ thôi. Rồi. Đang vào trận. Đánh thế nào đây? Bên đánh trước đúng không? Đốt cái dây à? Sao cái dây sao nó cứng nhỉ? Phải nói dây mắc cứng luôn. Ok thì chúng ta sẽ giật xét để chết mấy con này đi á. Đúng không? Theo mình thấy là như vậy không? Dùng cái này đi. Chết luôn con rắn. Ờ, hay 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 hay. Nếu chơi theo kiểu là không phá được thì đánh kiểu này thôi. Nó sẽ ném thẳng vào cái dây chính của chúng ta. Ồ. Cảm ơn dây đằng sau à? Ghét nhỉ. Chết luôn, mày vớ ba vẩn á, sao giết được mình? Sao? Bây giờ chúng ta sẽ phải hạ bọn đằng sau thôi. Đốt lửa. Đốt lửa thì mình sẽ dùng con này. Để vả hai con cáo của nó. Cáo của nó khá là gọi là yếu máu. Một, hai, ui không chết ạ. Nhưng mà nó sẽ bị lăng rất mạnh. Vẫn né được à? Oh my god. Ui. Cái sao rơi hết luôn ạ. Chịu rồi. Cho còn tí dây này thì đánh thế nào được nhỉ? Đánh hay thế nhỉ? Đánh hay quá. Này thì không đánh được rồi. Một con mình con kia, hai con kia nó cũng đủ sức giết mình. Nó quá trâu đi. Đây, thấy chưa? Canada. Nó lực chiến là rơi tầm khoảng 1128. Đáng sợ thế nhỉ. Như vậy là chúng ta nếu hay mình thách đấu những cái thằng cấp cao này. Toàn lực chiến có 1000 này anh em. Lực chiến có 1000 này. Nhà bao việc ở Việt Nam này. Lực chiến có 1000 đúng không? Để ta đánh được không ta? Kiếm này. À đây rồi, đánh được anh em ơi. Cái này là nó sử dụng dây thừng. Nhưng vấn đề là cho có tới không? Với tới hay không thôi. Chưa tới được. Tập trung dây thừng rồi. Hey. Đóng băng à? Khoảng 2-3 tơn thì nó sẽ tới được chỗ chúng ta. Cao lên, cao lên. Đúng rồi, nhà thẳng dây thừng anh em. Cứ thế mà đốt thôi. Chứ không có cái nào khác luôn. Tiếp tục, tiếp tục. Ấy, 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 ấy. Ui, chính xác thế nhỉ? Tại sao là chính xác thế ra? Dây thừng thì không được. Đập nó cái nhưng mà không ăn thua anh em. Ui, nó đập cái rơi luôn. Bo tay luôn. Cái này nó tự động auto.
Mình đập mình không bao giờ vỡ nha. Méo hiểu luôn. Tại sao thế này, nó đập phát là rơi. Nó cứ đập, nó đập phát là rơi. Chịu, quỳ. Mình cũng cho nó rơi vậy. Đã thế cũng cho nó rơi thôi anh em. Này thì không rơi, này mày phải rơi chứ. Bây giờ đốt kiểu gì? Khó. Con tí này. Con tí này thì đánh sao nhỉ? Thôi, kệ đi, tính sao. Thế mình nhầm vào cái dây thừng này không được không ta? Cái kia nó smart vào gỗ thì phải. Theo như chúng ta đi đoán là nó sẽ... Ôi, không được đấy. Hay quá, như vậy chúng ta có khả năng chiến thắng này. Và Việt Nam thì mình sẽ thắng thôi. Ok. Đấy, đốt rất tốt. Thắng rồi. Còn này thua sao được. Quá muộn. Quá muộn. Phải nói là quá muộn rồi. Quá muộn rồi em ơi. Quá muộn rồi. Rơi rồi, hay thế. Rồi ok, chúng ta sẽ lên được cái số điểm khá là cao. Lên một phát cấp 9, vị trí 9 thôi anh em ạ. Đấy, thế chứ, đúng không? 1200 này, 900 Việt Nam này. Mr. Mai hay Missy Mai gì đấy. Với 974 công. Tổng cộng như vậy. Cứ nhằm vào cái dây thừng thôi anh em ơi. Dây thừng là ok nhất. Cao lên. Cao lên. Đốt được một tí xíu hoặc thắng đốt hai cái dây sừng thừng này. Đốt hai dây sừng còn ấy. Thì nó sẽ tốt hơn. Tốt đấy, nhưng mà làm gì? Nhưng mà làm gì em ơi? Làm gì hỡi em? Chưa đốt được à? Cứng thế. Full rồi. Full mặt mè rồi. Đánh sao? Chơi sao được? Chết, rơi cả lũ xuống. Đúng rồi. Bây giờ đánh cái con chim cụt thôi. Não khó phết đấy. No 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 no. No. Rồi ok. Mày phải chết chứ. Chạy thế nào được đúng không? Không thể chạy được. Không có cơ hội để chạy. Ok. Mình chứ là mình hy sinh rồi. Còn em chứ là mình hy sinh thôi. Mình cũng không thể nào mà ấy được đâu. Để đốt lửa cái dây này. Khoảng 2-3 turn là nó sẽ die. Ây 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 ây. What the fuck? Sao nó cứng nhỉ? Sao hay thế? Cái gì đây? Tốt lắm! Yes! Rồi! Phải thế chứ nhỉ? Yeah. Rồi đấy. Và chúng ta sẽ lên được top 8. Ok thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào anh em nha. Bye bye.